Mới đây, khán giả truyền hình cũng như cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng bất ngờ khi Thanh Tâm xuất hiện trên sóng của đài truyền hình quốc gia với vai trò là một MC. Cụ thể, cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Tâm xin cảm ơn đài truyền hình VTV và truyền hình Vĩnh Long đã cho Tâm thử sức ở một vai trò hoàn toàn mới. Tâm sẽ luôn cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng những ai đang yêu quý và dõi theo Tâm suốt thời gian qua." Theo đó, Thanh Tâm đảm nhận vai trò MC cho chương trình Phong cách và Cuộc sống được phát trên kênh VTV8. Chương trình này cập nhật những tin tức mới về thời trang, làm đẹp và nhiều điều thú vị trong tuần. Chương trình có thời lượng 30 phút, hot girl chứng rán cần mỡ chủ yếu dẫn những phần đầu để chiếu vào các bản tin. Mặc dù xuất hiện không nhiều và là lần đầu dẫn chương trình truyền hình, nhưng phần thể hiện của hot girl này được đánh giá là khá ổn. Cô mắc một vài lỗi nhỏ như còn vấp, giọng hơi nhanh và phát âm bụng là chủ yếu. Tuy nhiên, cô nàng vẫn được đánh giá là đã làm tròn vai và có sự cố gắng, không ngại chinh phục những thử thách mới. Quý vị và các bạn thấy sao về phần thể hiện của Thanh Tâm trong vai trò mới là một MC? Hãy để lại comment cho SNew cùng được biết nhé!